Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Phúc. Thì hôm nay mình sẽ làm reaction trailer WandaVision. Ok. Vẫn là khung cảnh giống như trailer 1. Đến cuối cùng đây là một show phim hài gia đình sao? Mình đoán vậy. Đây luôn luôn là cái cuộc sống mà Wanda mơ ước để có với Vision. Ừ, có màu lại rồi đó. Khung cảnh có vẻ như là về thời quá khứ. Này giống Wanda tự tạo ra quá vậy ta. Wanda, what's up? Who are you? I don't know. Ok, ok, hiểu rồi. Vậy là Wanda tự suy nghĩ ra cái này. Ok, và chính phủ đến bắt đám này. Ok, và bây giờ chắc mình phải xem lại thôi. Chứ mình vẫn chưa hiểu được trailer này nói cái gì. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại nha. So what's a single girl like you doing rattling around this big house? Well, I assure you I'm married to a man, a human one. Ok. Wanda. What's it mean? Ok, một cặp đôi bình thường. A usual couple. We just don't know what to expect. Ok. Wanda, what's up? Who are you? I don't know. Ok, tất cả chỉ là ảo thôi. Tự Wanda tạo ra cuộc sống này. Rồi lại bảo vệ căn nhà của mình. Ok, cái viên đá đó bể nữa hả? Cái first look đầu tiên ra cái đây mấy tháng thì nó nói lên mình nghĩ đây là một cái phim hài và do Wanda đã tự tạo ra một cái thực tại cho mình. Cái này thì nó cũng gần gần giống như vậy và nó mở ra nhiều hơn câu chuyện A usual couple, tức là một cặp đôi bình thường. Mình nghĩ là Wanda đã giúp cho Vision hồi sinh để mà có một cái cuộc sống bình thường với Vision. Nhưng mà cái khúc cuối, đoạn cuối thì tự nhiên cái mọi thứ nó blurry đi, thì nó lại trở về thời hiện đại và có một cái đoàn quân đến bắt hai người này. Và Wanda với Vision có nói là đây là nhà của tụi mình thì mình phải cứu nó, thì mình phải chiến đấu cho nó. Một cái binh đoàn quân sự gì đó kéo đến để bắt hai người này, thì mình không biết là như thế nào. Thì mình nghĩ là có thể là Wanda đã trốn một nơi, tạo cố tình làm sống lại Vision, và có một đoạn là viên đá nó bể ra, thì mình không biết là lần này Vision có chết nữa hay không. Thì cùng chờ xem là kết quả sẽ như thế nào nha. Và series sẽ lên sóng Disney Cộng vào ngày 15 tháng 1 nha mọi người. Và không biết thì lúc mà mọi người đã đăng ký Disney Cộng chưa, chứ mình thì chưa đăng ký Disney Cộng nữa. Đợt trước thì mình có đăng ký để mà xem cái series của Star Wars, nhưng mà xong mình đã cancel rồi vì chiếu Mulan, mà mình rất ghét Mulan. Đó vậy thôi. Và nếu như mọi người thích video này có thể cho mình một like, share với bạn bè và có ý kiến thì comment bên dưới cho mình biết nha. Và nhớ subscribe kênh của mình cho những video lần sau. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người trong những video tiếp theo.